Nói chung là trước kia da của chị thì cũng không được săn chắc lắm. Vùng mắt của mình thì hiện tại thấy cũng săn hơn rồi nè, phần con chân mày của mình cũng bắt đầu săn chắc rõ nét hơn rồi. Những người xung quanh thì không biết là có ý kiến gì với tình trạng da mình sau khi làm xong không ạ? Da có thay đổi nhiều hơn, hỏi là đã làm những cái dịch vụ gì mà da có thể thay đổi như vậy. Hôm nay thật sự là da nhìn thích lắm đó chị. Sau khi làm xong em nhìn em cũng thấy được cái mức độ da của mình nó săn chắc hơn và bắt đầu căng bóng nhiều hơn rồi. Mình làm được bao lâu rồi chị ha? Chị theo VV Thương Mai ngay từ đầu đến giờ. Cũng nhiều lần lắm rồi, nói chung đã là một khách rất là quen thuộc bên VV Thương Mai rồi. Cảm ơn chị đã tin tưởng VV Thương Mai nhiều nha. Rất mong là có thể hỗ trợ chị duy trì những thời gian tiếp theo nữa. Cảm ơn chị rất nhiều. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà em muốn tới đây em cải thiện. Hồi nãy cái phần rãnh ở đây của Hoàng Yến cũng bị sâu này. Thì sau khi làm xong thì cái rãnh nó rất là đầy. Sau khi làm xong thì thấy là da của mình căng hơn, bóng hơn và cảm giác giống như là mình trẻ hơn 10 tuổi vậy đó. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.